Hai công ty đang điều khiển cả thế giới, nhưng có lẽ bạn chưa từng nghe về họ. Khi nhắc đến những công ty quyền lực và lớn nhất thế giới thì chúng ta thường nghĩ đến Apple, Google hay Amazon. Tuy nhiên, các công ty này chỉ là rất nhỏ nếu đem ra so sánh với BlackRock và Vanguard. Họ là hai quỹ đầu tư quyền lực nhất thế giới với việc quản lý hơn 15.000 tỷ đô la tài sản. Hoặc để dễ hiểu hơn thì con số này gấp 5 lần so với GDP của nước Pháp. Vậy làm cách nào để hai công ty này kiểm soát cả thế giới? Rất đơn giản, Vanguard và BlackRock thâu tóm cổ phần của hầu hết công ty hùng mạnh nhất thế giới. Họ là những cổ đông lớn nhất của Google, Apple, Amazon, Meta và Microsoft. Họ là những con quái vật tài chính thật sự. Bọn họ chia nhau sở hữu tất cả mọi thứ trong ngành dược phẩm, vận tải, ngân hàng và truyền thông. Nói cách khác, mỗi khi bạn làm bất cứ điều gì, bạn sẽ giúp cho BlackRock và Vanguard trở nên giàu hơn. Bạn sử dụng Instagram, bạn khiến BlackRock giàu hơn. Bạn mua một chiếc iPhone, bạn sẽ khiến Vanguard giàu hơn. Bạn trên Model AI, bạn giúp BlackRock tăng nhiều tài sản hơn. Và điều đáng sợ hơn nữa là mỗi khi bạn làm cho Vanguard giàu hơn, tức là bạn cũng đang khiến cho BlackRock giàu hơn. Bởi vì trong hai tập đoàn trên, mỗi bên đều là cổ đông lớn nhất của bên còn lại.